Em Hoàng xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị. Đầu xuân năm mới chúc quý vị anh chị có một sức khỏe tràn đầy năng lượng để có thể hoàn thành công việc tốt nhất. Và đầu xuân năm mới cũng sẽ có lì xì rất là khủng cho bác nào mà chốt xe ngày hôm nay nhé. Và hôm nay em cho các bác một với tổng tiền thực sự là chỉ khoảng hơn 300, nhưng mình sẽ sở hữu được một chiếc xe một chủ từ đầu và 2010 nhưng chỉ đi có 5 vạn thì thực sự là đúng là duy nhất chỉ có một chiếc xe này thôi nhá. Và showroom bên em có địa chỉ là 46 Việt Hưng Long Biên Hà Nội. Nên quý vị anh chị cân đối cụ thể chốt xe thì hãy liên hệ trực tiếp để có thể chốt sớm xe nhanh nhất. Như mọi người cũng đã nhìn thấy về những cái nét ảnh này, những cái đường nét của chiếc video, những phút đầu tiên của chiếc xe này đúng không ạ? Một chiếc Honda Civic phiên bản 1.8 đó. Mọi người nhìn tổng qua một vòng thì mới thấy là chiếc xe tuy là đi ít nhưng mà bác chủ bác đã tân trang cho em nó một dàn lốp 2022 rất là mới rồi. Thế nên là bác nào mà có đi xe thì cũng không phải lăn tăn nữa. Đây này, em sẽ quay vào dàn lốp cho mọi người có thể xem được, là các bác yên tâm là khi mình mua xe mình cũng sẽ không phải độ thêm dàn lốp mà không phải trừ tiền của em nữa nhá. Đấy, bác nào mà bảo là anh trừ tiền cho anh để anh thanh lốp thì đây, xe lốp đã sẵn đẹp rồi. Cái màu này thì cũng khá là cá tính đúng không ạ? Cái tông màu bạc là một trong những cái tông màu mà nếu mà để với những chiếc xe nhỏ như i10 thì chắc chắn là mọi người nghĩ ngay đến đó sẽ là một chiếc xe dịch vụ đúng không? Nhưng với chiếc xe này thì thực sự là không hề dịch vụ một chút nào mà nó còn cá tính hơn rất là nhiều. Bây giờ em sẽ mở vào phần khoang cốp để quay keo chỉ cho các bác ở xa có thể xem được nha. Chúng ta sẽ vừa đến với phần keo chỉ của chiếc xe này. Thực sự là một khoang cốp chứa đựng rất là nhiều đồ luôn đấy. Khoang cốp tha hồ để luôn các bác nhá. Đấy. Một chuyến đi về quê hay là mình có chở con gà hay là cân thịt hộp thùng xốp thì yên tâm. Lốp dự phòng trên xe thì vẫn còn các bác nhá. Lốp dự phòng trên xe vẫn còn. Với những chiếc xe Honda Civic thì cái cảm giác lái cũng như là cái cách xử lý khi mà đi trên chiếc xe này thì được đánh giá rất là cao. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến phần khoang nội thất với bộ ghế da nguyên bản 100%. Chất liệu ghế da mặc dù là từ 2010 rồi nhưng mọi người có thể nhìn cho em, chất liệu ghế da còn rất là bóng đúng không ạ? Tuy nhiên là em cũng đã spa vệ sinh dọn dẹp rồi. Đấy, nên các bác nào mà ở xa thì xem qua video cũng thấy được là chất lượng của chiếc xe còn rất là mới. Em sẽ quay vào keo chỉ cánh từng con ốc cho mọi người xem luôn cùng nhá, để có thể cảm nhận được là chiếc xe nguyên bản. Và bên em rất là hoan nghênh các bác đến để check xe. Sẵn có gầm để các bác lên cầu xem được máy móc luôn nhá. Không ngại việc check xe, chỉ cần các bác nổ địa chỉ là bên em hỗ trợ đánh xe đến để check. Đây là một khoang không gian của một chiếc xe 2010 đã được lên màn hình Biano rồi, màn hình đủ để dùng nhớ nhá. Đó, các đường nét thì cũng có dấu hiệu của thời gian rồi, nhưng mà tuy nhiên thì em nó sẽ là một trong những chiếc xe duy nhất không có chiếc thứ hai đâu ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển vào trong phần khoang máy cùng em nhé. Với khối động cơ 1.8 ở mức độ rất là đủ dùng thì chiếc xe đã mang đến một cái vẻ vận hành rất là đã luôn đấy ạ. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào phần khoang máy móc động cơ. Đó, các đường nét. Và xe là một chủ từ đầu quý vị anh chị nhé. Như em đã nói là một chủ từ đầu, mọi người nhìn biển thì cũng có thể biết là xe một chủ từ đầu. Và nếu mà để em cũng chia sẻ một câu chuyện là khi em làm việc với bác chủ cũ ấy, thì bác cũng là hơn 70 tuổi rồi. Đấy. Chính vì vậy vì sao mà cái quá trình di chuyển bác cũng có khá nhiều chiếc xe khác nữa. Nên là chính vì vậy mà chiếc xe này thì đi cũng là gọi là đi loanh quanh thôi. Chính vì vậy mà full lịch sử bảo dưỡng tại hãng. Bác nào muốn check hãng thì cùng qua em để check hãng nhé. Và chiếc Honda Civic phiên bản 1.8 2010 này em đang bán với mức giá chỉ hơn 300 thôi. Bác nào chốt xe thì hãy liên hệ trực tiếp để nhận lì xì khủng đầu năm nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.